Chào các bé, hôm nay chị Ong Xanh sẽ cùng các bé học tiếng Anh chủ đề hoa quả nhé. Let's go! Avocado. Bơ. Apple. Quả táo. Orange. Cam. Banana. Quả chuối. Grape. Nho. Star fruit. Quả khế. Mango. Quả xoài. Pineapple. Quả dứa. Kiwi. Quả kiwi. Jackfruit. Quả mít. Lemon. Quả chanh. Peach. Đào. Coconut. Dừa. Pear. Quả lê. Watermelon. Quả dưa hấu. Dragon fruit. Thanh long. Papaya. Quả đu đủ. Strawberry. Quả dâu tây. Thật dễ phải không các bé? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chị Ong Xanh chào tạm biệt các bé nha. Thanks and goodbye.